giá tính phí trước bạ, xe xuống giá. Đó là nội dung đáng chú ý tại quyết định số 1112 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô xe máy mà Bộ Tài chính vừa ban hành. Theo đó đối với ô tô, quyết định số 1112 đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 70 dòng xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu. Quyết định này cũng điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 44 dòng xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước của hai dòng xe ô tô pick-up tải van nhập khẩu và ba dòng xe ô tô pick up tải van sản xuất lắp ráp trong nước. Còn đối với xe máy, quyết định số 1112 cũng điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 21 dòng xe máy hai bánh nhập khẩu, 33 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước và 5 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo bảng giá tính lệ phí trước bạ mới, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhiều dòng xe ô tô có sự giảm nhẹ. Cụ thể, chiếc ô tô VinFast Fadil A5A2CLFVN loại chở người từ 09 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước. Giá tính lệ phí trước bạ là 394,9 triệu đồng. Với chiếc xe Audi 45 TFSI Quattro có thể tích 2.0, số người cho phép chở 7 người có giá tính lệ phí trước bạ mới là 3,397 triệu đồng, giảm 57 triệu đồng so với quyết định 618. Trong khi đó, chiếc xe nhãn hiệu Ford Mustang EcoBoost Fastback thể tích làm việc 2.3, cho phép chở 4 người có giá tính lệ phí trước bạ là 1,720 triệu đồng có mức giảm sâu so với trước lên đến 77 triệu đồng so với quyết định 618. Với những xe không có tên trong danh sách kể trên thì vẫn áp dụng theo bảng giá tính lệ phí trước bạ cũ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7 năm 2019.